Here is Theo Relayan. Xin chào, tên tôi là Theo Relayan. Tôi là người dân tộc Mông, tôi đến từ Việt Nam. Tôi là một võ sĩ MMA. Hiện tôi đang sinh sống tại thành phố Wilmington, North Carolina. Tôi đến Mỹ năm 2002 dưới dạng dân tị nạn. Gia đình tôi đi tìm một cuộc sống tốt đẹp hơn. Năm 2000 bùng phát phong trào vận động tôn giáo của người Thượng Tin Lành Đề-ga ở Tây Nguyên. Trên cơ sở kết hợp tín ngưỡng Tin Lành Cơ Đốc giáo với nguyện vọng được tự do chính trị rộng rãi hơn, được tự trị và bảo vệ đất đai của tổ tiên. Đến tháng 2 năm 2001, nổ ra những cuộc biểu tình đông người chưa từng thấy ở khắp 4 tỉnh Tây Nguyên, đòi chính quyền trả lại đất đai và tôn trọng quyền tự do tôn giáo. Nhà cầm quyền đáp trả mạnh tay bằng quân đội và công an. Nhiều người bị bắt bớ, tù đầy và hàng ngàn người chạy trốn sang Campuchia tìm đường xin tị nạn ở một nước thứ ba. Gia đình Theo nằm trong số đó. Lúc đó tôi 8 tuổi, cha tôi dựng tôi dậy vào giữa đêm. Ông mang tôi trên lưng, lúc đó tôi rất sợ. Phải mất mấy tuần tôi mới qua được Campuchia. Lúc đó chỉ có tôi và cha, rồi ông ấy bỏ tôi lại trại tị nạn một mình để quay về đưa những thành viên khác của gia đình qua theo. Lúc đó tôi rất sợ, thường xuyên gặp ác mộng, sợ là cha không quay lại với mình nữa. Tôi sợ đến mức tè dầm liên tục trong nhiều đêm. Cha của Theo cuối cùng cũng đã quay về, mang theo toàn bộ những thành viên còn sót lại của gia đình. Đến năm 2002, gia đình Theo được mang sang Mỹ định cư tại vùng Greensboro, bang North Carolina. Hồi mới tới Mỹ, tôi rất nhút nhát vì không biết một chữ tiếng Anh nào. Tôi bị bắt nạt rất nhiều. Cuộc hành trình xuyên rừng vượt biên đi tị nạn vẫn còn ám ảnh khiến tôi lo lắng. Ở nhà thì mẹ đánh tôi rất nhiều. Tôi cũng phải chứng kiến những mâu thuẫn diễn ra tại nơi mình sinh sống. Mọi người hay nói với tôi rằng tôi quá yếu đuối và tôi muốn chứng tỏ rằng họ đã sai. Ngay khi tôi được làm quen với MMA võ tự do, tôi nghĩ rằng tôi có thể theo đuổi môn này và thế là tôi quyết định bỏ học để theo nghiệp võ. Lúc đó Theo đang hoàn thành năm 3 đại học và đây không phải là một quyết định mà bố mẹ Theo ủng hộ. Vâng chứ, nhưng mà nó bỏ đi 2 năm tốn tiền lắm. Cha mẹ tôi hoàn toàn không muốn tôi theo nghiệp võ. Họ sợ tôi bị thương. Với lại, họ chỉ muốn tôi làm những công việc văn phòng bình thường, trở thành luật sư, bác sĩ. Nó nói là tôi nợ với bố nhiều lắm. Mình mới nói với nó, mày nợ nhiều thì mày cứ làm cho ấy nhỉ, làm cho thành công nha, trả lại nợ tôi, nên mình nói vậy. Sau một vài trận đấu, bố mẹ tôi cũng chấp nhận dần, cho dù tôi có bị thương rất nhiều. Tôi bị rạn xương ngón tay, khâu 14 mũi hai bên mắt, mất một chiếc răng. Đây là môn thể thao rất quyết liệt, đúng là phải rất điên mới theo môn này. Dù thắng 6 trên 7 trận từ khi bắt đầu sự nghiệp, giành nhiều đài vô địch, xếp thứ 2 trong danh sách các võ sĩ MMA nghiệp dư tại North Carolina. Nhưng số tiền Theo kiếm được từ bộ môn này đôi khi còn không đủ bù vào chi phí chữa trị những vết thương sau mỗi trận đấu. Đã 2 lần chàng võ sĩ người Thượng đã phải lên mạng tìm kiếm sự hỗ trợ của cộng đồng qua trang gây quỹ GoFundMe. Nhưng Theo kiên quyết không bỏ cuộc. Người Thượng luôn là những chiến binh xuất sắc. Tôi nghĩ nó đã ăn vào trong máu của dân tộc tôi. Theo hy vọng có thể làm rạng danh cộng đồng người Thượng Tây Nguyên của mình. Không có quá nhiều người Thượng thực sự thành công hay có tên tuổi tại Mỹ cũng như Việt Nam. Vậy nên tôi muốn chứng tỏ được mình càng nhiều càng tốt. Giống như hoa hậu Hennie, một người con của dân tộc AD đã vươn lên thành công từ những khó khăn và thiệt thòi của người sắc tộc thiểu số. Tôi muốn một ngày được trở về thi đấu tại Việt Nam, bởi đó cũng là quê hương của tôi. Tôi cũng ước được đại diện cho cả Việt Nam, ước được khoác lá cờ của người Thượng cùng với lá cờ Việt Nam mỗi khi lên sàn đấu.